nhau trong đời chờ, mong bên nhau từng giờ. Hạnh phúc có lúc không như ta mơ, cay đắng cuốn lấy bơ vơ. Cô níu kéo được gì khi một người xa đi chẳng về, chỉ có nước mắt trên mi thở dài vì ngày mai ta chẳng còn ai. Yêu là rơi thêm bao nước mắt ngậm ngùi, đành mang theo bao trái đắng. Xa rồi ngày xưa một chiều mưa, ngày hai đứa quấn quýt bên nhau. Giờ còn trong ta nỗi trong vắng bên đời, ngày dài lê thế sâu lắng. Một thời để thấy giấc mơ xa rồi, một thời để thấy giấc mơ xa rồi, một thời để thấy giấc mơ giờ mãi xa. Alo, con nghe nè ba. Con với thằng Quân tới nhà hôm trước ba với con ăn đó. Hai đứa tới liền ký hợp đồng lớn nghe. Hợp đồng lớn hả ba? Dạ, con gọi anh Quân liền. Thằng Quân đi đâu mà con phải gọi? Dạ, anh Quân, anh mới xuống công trình rồi ba. Cái thằng coi vậy mà xiên ha. Liên lạc cho nó, gọi nó tới nhanh nghe con. Dạ, con cảm ơn ba. Con lại đây. Anh tới đây làm gì vậy? Ở nhà này không ai quan nghênh anh hết á. Cô nói như lời như vậy trước mặt con đó hả? Làm ơn lần sau đừng nói những điều không tốt trước mặt con được không? Ủa, tôi thấy đâu có gì xấu đâu. Thôi, tôi không đến đây để gây chuyện với con. Tôi đến để đón bé Nhi về nhà. Mẹ nhớ nó lắm. Con bé nó còn phải đi học nữa. Anh để bữa khác đi nha. Cô không có quyền cấm cản tôi. Cô đừng quên, tôi là chồng của cô, là ba của bé Nhi. Tôi muốn đón lúc nào cũng được hết á. Nè, anh đừng có mang cái chuyện mình là vợ chồng ra để mà lấn lướt tôi nha. Đúng, anh là ba của bé Nhi, nhưng mà anh không phải là chồng tôi. Từ lâu rồi tôi đâu có coi anh là chồng đâu. Hơn nữa, tôi thấy anh bận rộn lắm mà, làm gì có thời gian dành cho con. Anh còn bận rộn với người yêu của anh nữa đúng không? Cô im đi. Cô nói những lời như vậy trước mặt con đó hả? Nếu vậy thì anh đi về đi. Tôi cũng không muốn cảnh này tiếp diễn đâu. Cô thay đổi nhiều quá. Cảm ơn anh, nhưng mà nhờ anh tôi mới như vậy đó. Thôi, tới giờ tôi phải đưa con đi học rồi. Phiền anh ra ngoài để tôi còn đóng cửa nữa. Cô, có chuyện gì vậy em? Anh hả? Bà mới gọi điện thoại cho em, nói là có hợp đồng lớn lắm kìa. Anh qua công ty rước em liền nha. Ủa vậy hả? Anh sẽ tới liền. Vậy thôi nha. Xin phép chào mọi người, tôi về. Dạ chào anh, cảm ơn dạ, anh nhiều. Dạ, chào anh. Con chào chú. Dạ chào. Dạ chú về à. Xin chào. Chào anh. Lần này là công trình xây nhà trẻ, hai đứa cố gắng làm cho tốt đó. Nếu làm tốt, ông Bảo sẽ ký tiếp nhiều hợp đồng nữa. Dạ, con sẽ cố gắng làm ông Bảo hài lòng. Lần này cho dù sao con cũng cảm ơn bác. Chuyện làm ăn của hai đứa lúc này sao rồi?
Có ổn không? Tốt lắm bà. Còn với anh Quân mà song kiếm hợp ích thì còn gì bằng. Phải đó bác, tụi con làm ăn cẩn thận lắm, để giữ danh tiếng cho công ty nữa. Khách hàng ai cũng hài lòng hết. Bà biết không, hợp đồng lần trước đó bà nhớ không? Còn với anh Quân á, lời một khoản không nhỏ đâu rồi nha. Còn với ảnh, còn chưa có dịp mời bà dùng cơm nữa. Bà đâu cần mấy thứ đó đâu. Hai đứa làm tốt á là ba mừng rồi. Hai đứa ăn nên làm ra thì ba cũng mừng. Còn chuyện đám cưới tới đâu rồi? Con phải tranh thủ ly hôn với vợ chứ. Ừ, dạ. Con cũng biết bề thế của gia đình bác rồi. Nói thật lòng á, bác không yên tâm khi giao cơ ngơi cho người ngoài. Nhưng nếu con là con rể của bác á, thì bác coi con như con trong nhà. Bác sẽ giao hết cho con. Trời ơi, ba lo quá. Anh Quân anh sắp ly hôn rồi. Anh gửi đơn lên tòa rồi đúng không anh? Ừ, dạ phải đó bác. Con đã gửi đơn lên tòa rồi. Con cũng đang chờ. Trang. Hử? Có chuyện gì sao? Đâu có gì đâu Phước. Trang đừng có giấu Phước. Nhìn Trang á, Phước biết có chuyện rồi. Chắc là Quân đến tìm Trang nữa đúng không? Trang nghĩ chắc là mình phải đổi chỗ ở mới rồi. Bây giờ anh Quân đã biết nhà ở của Trang rồi. Mai mốt á, anh sẽ tới làm phiền dài dài luôn á. Quân tới tìm Trang nữa hả? Sáng nay á, anh tới để đưa bé Nhi về nhà anh chơi. Nhưng mà Trang không có cho. Trang nghĩ á, là trưa nay Trang phải đi kiếm chỗ ở mới mới được. Được rồi, để Phước tìm phụ Trang. Phước cũng biết vài chỗ khá yên tĩnh. Phước đừng có lo cho Trang nữa. Phước hy sinh vì Trang quá nhiều rồi. Phước hãy nghĩ tới bản thân mình. Hãy đi tìm hạnh phúc cho mình được không? Chẳng lẽ Phước không còn một cơ hội nào sao Trang? Phước à, giữa Trang và Phước không có kết quả đâu. Từ đầu tới cuối, lúc nào Trang cũng coi Phước là anh trai hết á. Phước hãy nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình đi. Hạnh phúc riêng? Phước chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Phước, Phước nghe lời Trang đi. Phước hãy coi Trang như là một đứa em gái đi. Khi nào mà Phước có hạnh phúc mới, lúc đó Trang mới được an ủi phần nào. Nếu Trang nói vậy thì Phước sẽ tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Chỉ khi nào Trang quay lại với Quân, được chứ? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu Phước. Như vậy là Phước vẫn còn cơ hội đúng không? Trang cứ để mặc Phước đi. Hãy để Phước làm theo lý lẽ con tim của mình. Nhưng mà Phước biết Phước đang làm gì mà Trang. Trang cứ mặc kệ Phước đi. Trang cũng không biết nói sao nữa. Mọi chuyện buồn á, Trang cứ để sau lưng, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa. Trang cứ nghĩ tới nó cũng sẽ không vui đâu. Nghe lời Phước nha. Anh đừng có quên là anh hứa với ba em rồi đó nha. Anh á, mà làm phật lòng ổng á, là ngay cả một cái hợp đồng á cũng không có đâu đó. Rõ ràng là cô ta đang muốn dùng tiền để trói chặt mình mà. Được hợp tác với ông Bảo đâu phải là chuyện dễ. Mình không thể bỏ qua cơ hội này được. Còn Trang thì mặc dù gì cổ cũng đâu cần tới mình. Chần chừ làm gì nữa, ly hôn với cổ là xong. Mình sẽ đến với Thúy, công việc làm ăn cũng sẽ hưng thịnh hơn. Mình có quá nhẫn tâm khi để bé Nhi chưa lớn mà đã mất cha không? Số mình đã khổ, nhưng sao lại kéo theo con mình như vậy chứ? Anh Quân, anh nhẫn tâm lắm. Anh Định. Ủa, anh Bảo.
Anh đi gặp khách hàng hả? Ừ, tôi mới vừa bàn với đối tác xong, lâu quá mới gặp anh á. Khỏe không anh? Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh. Nghe nói dạo này anh làm ăn như diều gặp gió thì phải. Anh đang làm công trình gì vậy? Tôi đang chuẩn bị xây trường học. Tôi đang hợp tác bên công ty con của anh Danh á. Cái gì? Anh dám giao công trình cho thằng Quân hả? Anh không sợ mất khách hàng và mang nhiều tai tiếng hay sao? Ý anh là tôi từng cộng tác và làm ăn với thằng Quân. Nó cậu thả và bê tha lắm. Những công trình mà tôi giao cho nó làm chẳng ra gì hết. Đã như vậy còn làm cho công nhân bị thương nữa. Tôi phải bồi thường không biết bao nhiêu là tiền bạc, mà công trình thì kém chất lượng. Trời, có chuyện này nữa sao? Vậy mà anh Danh không nói gì cho tôi biết hết trơn á. Ai lại giặt áo cho người khác xem lưng chứ? Với lại anh Danh, anh cũng không biết chuyện này đâu. Tụi nó bây giờ làm ăn cẩu thả lắm. Tôi thì có biết gì đâu. Tôi rút lại hợp đồng mới được. Tôi lợi ký hợp đồng với tụi nó rồi, một lần là tưởng luôn tới già. Lộ vốn á thì tôi không có nói, nhưng mà danh tiếng và danh dự của công ty tôi là điều quan trọng nhất. Đừng để bị quỷ trong tay tụi nó. Tôi phải tới công ty của thằng Quân liền mới được. Phải cắt hợp đồng cho nó chắc. Mà chú đến tìm con có chuyện gì? Chú muốn cắt hợp đồng. Chú nói sao? Chú giỡn hả? Hợp đồng vừa mới ký mà. Chú là người lớn, chú đâu có rảnh mà đem những cái chuyện đó ra giỡn. Chú muốn cắt hợp đồng. Sao vậy chú? Vì chú không tin tưởng con. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà chú cắt hợp đồng á, chú phải bồi thường đó. Trước khi đến đây chú đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Lỗ một ít đối với chú không là gì hết. Mà quan trọng là chú giữ được uy tín. Ý của chú là... Con đừng để chú phải nói thẳng ra. Đem hợp đồng ra đi. Chú muốn hủy ngay bây giờ. Trang, đây đồ ăn. Trang nhớ ăn đó, đừng có bỏ bữa đó nha. Trời ơi, sao Phước giống ông cụ quá vậy? Hôm nay á, Phước đi lấy hàng với sếp, cho nên á, sợ Trang bỏ bữa không ăn nè. Trang á, lo làm việc không à, không lo ăn uống gì hết trơn á. Rồi, Trang nhớ rồi, Trang ghi vô trong đầu luôn nè, được chưa? Sợ Phước quá à. Trang là mẹ rồi, Trang tự lo được chứ. Thì nhắc đi nhắc lại nhiều lần cũng đâu có sao đâu, đúng không? Rồi rồi rồi. Đây, để hộp cơm ở ngay đây luôn, được chưa? Lúc nào Trang cũng thấy hết. Ừ, để đó đi, thấy không có quên được. Biết rồi mà, dặn hoài à. Không được quên đó nha. Được rồi, nhớ hết rồi. À, bắt quả tang hai người hẹn hò nhau trong giờ làm việc nha. À, đâu có đâu, chị hiểu lầm em rồi. Hiểu lầm gì? Tôi bắt quả tang tại trận luôn mà. Tôi phải lên nói với sếp mới được. À, không có đâu. Thôi đi bà Tám, bà nhiều chuyện vừa thôi. Bộ không có ai quan tâm bà ganh tị hả? Chứ sao, ai biểu hả? Anh quan tâm nhỏ Trang, bỏ bê em chi. Phước, có người tỏ tình rồi kìa, chịu đi. Thôi không dám đâu. Tôi mà chịu bà này hả, chắc chồng bà cho tôi lên thiên đường luôn quá. Thôi không giỡn nữa, sếp kêu anh lên phòng kìa. Ủa vậy hả? Ừ. Sao em không nói sớm cho anh biết, còn lo Tám nữa chứ. Sếp là anh, là anh xử em đó nha. Phước đi nha Trang. Ừ. Chà, xưng danh công ty nghe hay dữ ha. Chị là... Tụi em mau quên bà chị này quá à. Lần trước con Thúy nó quên một lần rồi, giờ tới em nữa sao? Chị bên chỗ vật tư phải không? Chứ còn ai nữa. Chị gọi để nhắc em số nợ lần trước nè. Chị bán vật tư để kiếm sống qua ngày. Tụi em cứ hẹn lần này qua lần khác coi sao được. Chị không muốn em hẹn nữa đâu. Ừ, số nợ đó thì để em với Thúy bàn, rồi lúc đó sẽ trả chị sao nha. Câu này á, chị nghe quen lắm rồi. Mấy đứa đàn em của chị, nó chờ tiền của em nó ngứa tay rồi đó. Tụi em á, mà không tranh thủ trả sớm thì chị không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu nha. Tôi thiếu nợ, trước sau gì tôi cũng sẽ trả. Đâu cần phải hông he như vậy. Ờ, hay lắm. Vậy thì chị chờ tin của hai đứa. Hai ngày nữa mà không có thì đừng có trách bà chị này chơi không đẹp nha. Trời ơi, sao cái gì cũng đổ dồn lên đầu tôi vậy nè. Cục cưng. Anh, có chuyện này hay lắm, nói anh nghe nè. Anh nghe không? Tôi không có rảnh để nghe mấy chuyện nhảm nhí đó.
Ủa, anh mệt hả? Em bóp vai cho anh nha. Anh biết sao không? Hồi nãy á, em ghé qua tìm áo cưới. Có mấy cái áo cưới đẹp lắm anh. Toàn là hàng ngoại nhập không á. Anh, chút xíu nữa mình qua bển á, mình lựa đồ rồi mình mua luôn ha. Muốn mua thì cô tự mua đi. Anh sao vậy? Đám cưới tụi mình thì tụi mình phải đi lựa rồi mua chứ nha. Sẽ không có một đám cưới nào hết. Anh có biết là mình vừa nói gì không hả? Chuyện lần trước anh đã từ hôn tôi một lần rồi, tôi bỏ qua. Còn lần này anh muốn trốn trách nhiệm hả? Anh không yên với tôi đâu. Tôi làm gì phải trốn trách nhiệm? Tôi có trách nhiệm gì với cô? Tôi với cô đến với nhau là vì tự nguyện. Anh giỏi lắm. Anh coi con Thúy này là ai? Là ai mà anh dám muốn cưới là cưới mà bỏ là bỏ hả? Tôi hứa đám cưới với cô là một sai lầm. Và nếu bây giờ tôi cưới cô nữa thì đó là một sai lầm lớn hơn. Cô tỉnh táo lại một chút đi. Anh tưởng là con Thúy này dễ bỏ qua mọi chuyện lắm sao? Cái công ty này là của ai? Anh đã hứa với ba tôi như thế nào hả? Anh đừng có quên. Anh đừng có quên là cái công ty này á là do ba tôi tạo nên cho anh. Anh nghe chưa? Nhờ ba cô đó. Chắc tôi phải cảm ơn ba cô đã giới thiệu cho tôi một hợp đồng béo bở. Vừa mới ký hợp đồng cách đây 2 ngày thì hôm nay đã hủy hợp đồng rồi. Anh nói cái gì? Hợp đồng bị hủy hả? Tại sao vậy? Ba cô giới thiệu một người như vậy đó, cô vừa lòng chưa hả? Thì cần gì anh phải nổi nóng như vậy chứ? Không có công ty này á thì còn công ty khác. Ba em nhờ đối tác mà. Thì bây giờ em và anh cứ lo làm đám cưới cho xong đi, rồi tính gì thì tính. Làm gì mà nổi nóng với em? Tôi không cần ba cô ban phát bất cứ một thứ gì nữa hết trơn. Chà, anh nói mà anh không chịu suy nghĩ. Anh nói gì? Anh không nhớ là chính ba tôi mở công ty này cho anh sao? Bây giờ cái gì á, cô cũng nói ba cô có thể giúp được đúng không? Chứ còn gì nữa? Bây giờ bên Nhật Tư mới gọi điện thoại đòi tiền đó. Cô nhờ ba cô trả đi. Cái gì? Anh nói gì kỳ cục vậy? Công ty này là ba tôi mở cho tôi và anh. Bây giờ công ty thua thiệt rồi anh kêu ba tôi trả là sao? Anh quá đáng lắm rồi đó. Bây giờ nếu cô không thanh toán tiền thì cô sẽ đi tù. Bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh nói ngang hả? Tôi không nghĩ ra cách nào hay hơn nữa. Được, nếu anh muốn ba tôi trả tiền cho anh thì anh cưới tôi đi. Anh cưới tôi là anh sẽ có tiền thôi. Anh sẽ có tất cả. Tại sao anh không cưới tôi? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ cưới cô. Và tôi đã là người có vợ, cô ấy sẽ là mãi mãi là vợ của tôi. Không ai có thể thay thế cô ấy được. Cô hiểu không? Được, anh sẽ hối hận. Sao mọi chuyện lại đến cùng một lúc như vậy? Gia đình thì tiêu tan, sự nghiệp thì thảm bại. Mày thảm bại thiệt rồi Quân ơi. Ugh.
Có lỗi với Trang quá nhiều. Bây giờ bị trả báo mà. Trang là một cô gái ngoan hiền, là một người vợ tốt. Tại sao mình lại đối xử với cô ấy như vậy? Khi mình nhận ra thì đã quá muộn rồi. Muộn rồi Quân ơi. Tôi phải làm sao đây trời ơi? Anh lại tới đây làm gì nữa? Tôi đã nói với anh á, ở nhà này không có ai quan ngân anh hết á. Anh nhớ em và con. Anh đi về đi, con nó chuẩn bị ngủ rồi. Tôi không muốn á, vì hôm nay anh tới đây, rồi ngày mai ngày mốt cô Thúy nó lại đây kiếm chuyện với tôi. Không, anh sẽ chia tay với Thúy. Mình đừng ly hôn nha. Em về nhà đi. Anh Quân, anh có biết là mình đang nói cái gì không? Anh nghĩ chuyện hợp tan là cái chuyện đùa hả? Ít ra thì anh cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ. Anh tôn trọng em nên anh mới xuống nước năn nỉ em nè. Anh tôn trọng mà anh thích thì anh cưới, anh không thích thì anh ly dị. Như vậy là tôn trọng hả? Anh biết là mình đã sai. Em cho anh một cơ hội đi em. Tôi không muốn nghe mấy chuyện đó nữa. Anh đi về đi. Anh nhớ con, anh nhớ em. Anh đến đây không được sao? Anh à, anh đừng có ra cái vẻ anh thương vợ, thương con. Anh giả tạo quá. Mà cái kiểu người giả tạo như anh á, làm cho người khác khó chịu lắm, anh biết không? Cuộc đời anh thất bại thật rồi. Anh đã gây ra nhiều đau khổ cho em. Bây giờ anh phải trả giá. Em cho anh một cơ hội đi. Mình làm lại từ đầu nha. Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu anh. Từ lâu rồi tôi không còn cảm giác gì với anh hết đó. Không, anh không tin. Anh biết rằng em luôn yêu anh mà. Anh đừng có để tôi lên tiếng đuổi anh nha. Tôi nói cho anh biết, nếu mà anh còn tiếp tục ở đây á, tôi kể từ ngày mai tôi sẽ đổi chỗ ở. Và lần này á, tôi sẽ không nói cho ai biết là tôi đang ở đâu đâu. Em định đổi chỗ ở nữa hả? Nếu anh cứ tiếp tục như vậy. Được rồi, anh về. Nhưng em đừng đổi chỗ ở nữa nha. Chuyện đó không cần anh phải bận tâm. Anh đi về đi cho con ngủ nữa. Em cho anh vô thăm con một chút đi. Không. Anh nhớ nó lắm. Tôi đã bảo là không. Con phải đi ngủ rồi. Bây giờ để em không cho, anh sẽ ra ngoài mưa anh đứng đó. Yêu nhau trong đợi chờ, mong bên nhau từng giờ. Hạnh phúc có lúc không như ta mơ, cay đắng cuốn lấy bơ vơ. Cô níu kéo được gì khi một người ra đi chẳng về, chỉ có nước mắt trên mi thở dài vì ngày mai ta chẳng còn. Anh Quân, anh đi về đi, anh đứng đó làm cái gì vậy? Anh không về. Chừng nào em cho anh vô thăm con. Anh đi về đi, mất công ngày mai bệnh bây giờ. Mặc kệ anh,
một chiều mưa. Anh đi về đi, tôi năn nỉ anh mà. Anh không về. Anh đi về đi. Bên đời ngày ra lê thế sâu lắng, một thời để thấy giấc mơ xa rồi. Tụi tôi đại diện một số anh em trong công ty đến đây chờ giám đốc phát lương. Hình như tôi cũng nghe giám đốc nói lâu rồi, mà tôi cũng chẳng nhận được đồng nào hết. Mấy anh thông cảm giùm, tôi đang tìm công trình mới mà. Cái chuyện đó là của anh, còn tụi tôi là làm công hưởng lương thôi. Anh đã kêu tôi nghỉ chỗ cũ qua làm ở chỗ anh, còn hứa tăng gấp 2 lần ở bển nữa. Mà giờ anh để tụi tôi thất nghiệp dài hạn như vậy nè, anh phải bồi thường đó. Tôi sẽ trả số tiền này mà. Chuyện này anh đừng nói nữa. Cái chuyện công ty làm sao á, tôi biết rõ hết á. Tôi cần tiền ha, còn gì khác đừng nói nữa. Tụi tôi không muốn nhờ đến xã hội đen nghe giám đốc. Mấy anh đừng có làm bậy nha. Tụi tôi không muốn xài cách đó đâu. Còn nếu anh làm ngang á, đừng có trách tụi tôi. Thôi được rồi. Tôi hứa sẽ trả tiền mà. Câu này tôi nghe nhiều rồi, mà tụi tôi không chờ hoài được. 3 ngày, tụi tôi cho anh 3 ngày. Sau 3 ngày mà không giải quyết được tiền lương cho anh em á, thì coi chừng tụi tôi đó. Ủa, Phước ngồi đi. Trang. Say mê công việc quá vậy? Tại vì còn một chút nên Trang làm cho xong đó mà. Ăn đi. Cái gì vậy? Phước mua cơm cho Trang nữa hả? Hồi sáng Trang mua bánh mì ở ngoài cổng rồi. Ăn bánh mì hoài vậy? Ăn bánh mì hoài không có tốt đâu. Ăn cơm đi cho có sức khỏe. Ủa, Trang thấy vẫn tốt mà. Trang ăn bánh mì vẫn thấy bình thường khỏe mạnh đâu có gì đâu. Ăn bánh mì vừa khô khan nè. Mai mốt Trang á, héo queo à, xấu xí luôn á. Xấu đẹp với Trang đâu có quan trọng đâu Phước. Trời ơi, lần đầu tiên mới nghe câu nói này xuất phát từ cửa miệng của một người phụ nữ. Thôi ăn đi, đừng có lo làm nữa. Chút xíu nữa là xong mà. Ăn đi mà. Để đây, ăn đi. Rồi làm sao? Hấp dẫn không? Cái lũ công nhân khốn kiếp nó dám hăm dọa mình hả? Người ta không chỉ hăm dọa đâu, tức nước rồi dở bờ. 3 ngày nữa mà không có tiền thì đừng có trách người ta. Bộ anh nghĩ muốn trả tiền là trả được sao? Trong đây anh cũng có phần mà. Nhưng mà bây giờ tình trạng của tôi như thế nào cô biết rõ mà. Giờ chỉ còn một cách á, cô nhờ ba cô giúp đỡ. Thấy chưa, bây giờ hả anh mới biết là có mình ba tôi mới giải quyết được vấn đề thôi chứ gì. Vậy là anh chịu cưới tôi rồi phải không? Trời ơi, con bị điên hả? Sao lúc nào cũng nhắc tới chuyện cưới hỏi hết trơn vậy? Giữa nước dầu sôi lửa bỏng như vậy, tâm trạng của cô không nghĩ đến chuyện khác hả? Ủa, nhà tôi đâu có phá sản giống như nhà anh đâu. Tôi đã nói rồi, ba của tôi thừa sức trả nợ cho tôi. Với lại ba tôi không có muốn bỏ tiền ra mà không có mục đích. Thì coi như là ba tôi bỏ tiền ra mua con rể về đi. Chỉ cần là anh gật đầu cái rụp là ba tôi cầm nguyên một đống tiền để trả nợ cho anh ta. Cứ vậy thôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, không có một đám cưới nào hết. Vậy thì chuyện nợ nần anh tự trả đi. Nhờ giả ba tôi làm gì? Ba tôi bỏ vốn ra mở công ty này rồi, thì bây giờ anh gây nợ thì anh phải chịu. Nhưng mà cô cũng có phần mà, đâu phải mình tôi đâu. Thì đúng rồi, tôi cũng có phần vậy. Nhưng mà giờ đám cưới đi, có đám cưới thì mới có tiền. Càng lúc tôi càng đáng sợ con người của cô đó. Cô lấy tiền khống chế tôi hả? Vậy mà trước đây tôi nghĩ cô giúp đỡ tôi, thật là sai lầm. Ủa, rồi vậy giờ làm sao? Giờ muốn cái gì? Tôi làm vậy rồi giờ làm sao? Hả? Đáng kinh tởm. Gì? Anh nói gì? Nói lại coi. Tôi nói là tôi kinh tởm con người của cô. Anh đứng lại.
Quân, anh mới nói gì vậy? Hả? Đứng lại. Có chuyện đó để sao? Mà ông có nói lý do làm sao không? Ai mà biết. Anh Quân mới nói con nghe nè. Tại ổng á mà con với anh Quân đem ra cãi nhau nè. Anh bảo với bà là chỗ thân quen, nếu muốn cắt hợp đồng cũng phải nói với bà một tiếng chứ. Người ta có coi bà ra gì đâu. Con thấy là bà nên tránh xa mấy người bạn đó ra đi. Toàn là một lũ xấu xa không à. Cô đừng có nói như vậy. Coi chừng á, hai đứa làm chuyện gì mít lòng người ta đó. Trời ơi, công ty của con làm ăn đàng hoàng, làm ăn đúng mà, có phi pháp đâu. Chắc là bị công ty nào lôi kéo rồi gì. Uổng công cha con mình đãi ổng ăn uống linh đình. Phí. Con đừng nói vậy. Để ba hỏi kỹ lại ổng coi. Thôi đi ba ơi. Tại sao phải xuống nước với mấy người đó? Không có công trình đó thì còn công trình khác, lo gì? Ba mà nói tới nói lui á, người ta coi thường mình hơn nữa. Con nói cũng đúng đó. Dạ cho con gửi. Cảm ơn chú. Trang, em mới đi làm về hả? Để anh bế con cho. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh không hiểu hả? Anh đừng có tới đây nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Em đừng đối xử với anh như vậy được không? Anh biết anh rất có lỗi với mẹ con em, nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Những lời của anh nói bây giờ đối với tôi nó vô nghĩa lắm. Anh đi về đi. Chẳng lẽ em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy sao? Ủa, tôi tàn nhẫn hay là anh tàn nhẫn? Lúc trước á, tôi mong anh thay đổi thì anh lại muốn ly dị. Bây giờ tôi chịu ý anh rồi, anh còn trách ai nữa? Anh biết là mình đã có lỗi với em, nhưng mà Thôi, anh đừng có nói cái gì nữa hết á. Bây giờ anh đi về đi. Còn nếu anh không về, tôi ẵm con đi à. Em đừng đi, anh sẽ về mà. Anh biết á, anh đã nhận ra bộ mặt thật của Thúy rồi. Cô ta xảo quyệt, cô ta dùng tiền để sai khiến anh. Bây giờ anh mới hiểu, chỉ có mình em là tốt với anh thôi. Anh sẽ cố gắng thay đổi và chứng minh cho em thấy. Em chờ anh nha. Anh về đây. Bye con. Chú Bảo, con đợi chú nãy giờ rồi. Chú nói chuyện với con một chút được không? Có chuyện gì? Giữa tôi và cậu đâu còn dính líu gì với nhau. Hôm nay con đến đây là xin chú nhận lại bản hợp đồng. Con hứa là sẽ không làm chú thất vọng đâu. Lời hứa của cậu có đáng tin không vậy? Chú cho con một cơ hội đi, con sẽ làm chú hài lòng mà. Tôi thấy cậu cũng có chút thành ý, nhưng tiếc là hợp đồng đó tôi đã ký với công ty khác rồi. Thật ra lần trước con làm hợp đồng thất thoát để đến tay chú, tại vì là lần đầu tiên cho nên con chưa có kinh nghiệm. Con xin chú cho con một cơ hội đi. Chuyện này tôi không giúp gì cho cậu được đâu. Cậu đừng tốn thời gian vô ích nữa. Con, tôi còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Cậu đừng làm mất thời gian của tôi. Chú. Quân nghe. Giám đốc đến công ty nhanh lên, có nhiều công nhân đến đòi lương lắm rồi à. Cô nói với mọi người là hôm nay tôi không tới. Tôi cũng đã nói với họ rồi, nhưng họ nói là họ sẽ đợi. Tôi biết rồi. Dạ, em chào giám đốc à. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, mình không tới là tốt hơn. Ừ.
Cô tới thì hay quá, tụi tôi chờ cô lâu lắm rồi. Mấy người làm gì vậy? Tránh ra chỗ khác cho tôi đi. Tụi tôi tới đây để đầu lương, đưa tiền đây. Cái gì? Tiền gì? Bữa giờ làm gì có công trình nào làm mà đòi ăn lương hả? Ê, cô đừng có nói ngay nha. Nhớ lúc trước cô và giám đốc Quân lôi kéo chúng tôi về làm, hứa sẽ trả lương. Giờ nói nghe hả? Ai biểu nghe lời ảnh chi, rồi giờ đòi tiền. Không làm thì không có tiền, đó là luật, hiểu chưa? Ơ, nó nghe vậy. Bây giờ không nói nhiều, cô có trả lương hay không? Cô đập nó. Đập ơi. Làm gì vậy? Tránh ra coi. Từ từ. Từ từ ta lấy tiền. Ngồi đó chờ đi. Không có phá công ty tôi rồi nha, tôi báo công an à. Để lại đi. Làm thế ghê. Vậy mới được chứ. Vậy nó mới chịu trả tiền cho mình. Cái đám công nhân thấy ghét. Có bao nhiêu đó tiền thì mà làm thấy ghê à. Hoài vậy. Giỏi lắm. Đang lúc này mà khóa máy hả? Anh tưởng là để mình tôi chịu là được sao? Không lẽ mình thua hai đứa nó đi về tay không vậy sao? Bằng mọi giá tao phải tính cho mà được cái này. Giờ nó trốn mất rồi, biết kiếm nó ở đâu mà trả tiền cho mình. Nó còn công ty đèn chi? Không lẽ thua nó hả? Làm gì mà bấm chuông in ỏi vậy? Không biết là sĩ không mà bấm chuông vậy? Tìm ai? Kiếm ai? Tao giật cái mỏ mày bây giờ nhá. Tao là khách quý mà mày dám nói chuyện với tao vậy hả thằng kia? Ây chà, xin lỗi à. Cái nhà này không ai muốn tiếp chuyện nói chuyện cô cho có biết chưa? Cái đồ ở đợ mà mày đặt chảnh chọe. Xin lỗi, ở đợ nắm bị à, người ở đợ. Ở đợ mà có tư cách, có pháp nhân. Đẹp trai, dễ thương. Thôi, không nói nhiều nữa. Vô kênh Quân ra gặp tao. Không. Bây giờ mày có đi nhanh không? Mày mà không đi á hả, tao kêu đuổi việc mày à. Đuổi việc à? Mừng quá. Kêu đi con quỷ. Kêu tao sợ không? Cái gì? Bây giờ mày có vô kênh Quân ra gặp tao không? Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ. Chị, em chào chị. Chị ơi, có anh Quân ở nhà không chị? Em có chuyện gấp với bàn công chuyện với anh Quân. Chị có thể gọi anh Quân ra gặp em chút được không chị? Xin lỗi nha, thằng Quân á, nó đi từ sáng sớm rồi. Ủa, ảnh đi đâu vậy chị? Trời đất ơi, hỏi gì kỳ cục vậy? Giờ này là người ta đi qua bên nhà vợ con của người ta chứ đi đâu. Trời ơi, giờ phút này rồi mà còn đi qua nhà con vợ đó nữa là sao? Quá đáng lắm. Dạ chị, vậy khi nào mà anh Quân ảnh về á, cái chị nói với anh Quân á là gọi điện thoại cho em nha chị nha. Em cảm ơn chị nhiều nha. Em chào chị. Ê, đứng lại mày. Đứng lại mày. Mấy người định làm gì hả? Làm gì hả? Xuống xe hả? Xuống này đi, xuống xe. Đi ra đây. Đi, đi làm gì? Đi, đi làm gì vậy? Đi rồi biết. Xuống ra. Đi mày. Mày hả? Anh ơi. Mày không trả tiền hả mày? Mày. Thôi được rồi. Nó nằm yên rồi. Nằm yên rồi. Nó xỉu rồi. Có khi nào nó chết không mày? Cái thằng nhà dẻo lại như nó, không có chết đâu sợ. Liệu nó có đưa tiền cho anh em mình không? Nó không trả, tập chết ba nó liền á. Mày. Ôi Quân ơi, sao vậy nè? Trời ơi, sao vậy nè? Chết rồi. Sao vậy mẹ? Con lấy cho mẹ miếng nước đi con. Dạ. Trời ơi, nếu mà không nhờ cậu thanh niên nó đưa con về thì con tôi chết ở ngoài đường rồi con gì nữa. Sao mà ra nông nổi vậy đây hả con? Ai mà ra tay nặng dữ vậy không biết nữa. Quân trời Quân ơi con ơi.
Mẹ ơi, hay là nó gây thù chuốc oán gì với ai rồi hả mẹ? Nếu không phải á thì chắc là bị đánh lầm rồi đó mẹ. Đánh lầm cái gì? Đánh cái kiểu này làm sao mà thằng nhỏ chịu nổi không biết nữa. Trời ơi, con tôi. Quân, Quân ơi. Quân, anh để tôi chịu một mình hả? Anh tưởng anh trốn vậy là xong sao? Hả? Anh đừng có hòng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Quý! Mày giỡn mặt với tao hả? Anh mà trốn tôi, hậu quả của anh sẽ như là cái điện thoại này đó. Mẹ, con nhức đầu quá mẹ ơi. Con tỉnh rồi đó hả? Bây giờ con thấy trong người con làm sao? Hay là để mẹ kêu bác sĩ nghe. Mẹ, sao toàn thân con đau quá vậy? Tối hôm qua con xỉn quá nên con không nhớ gì hết á. Nè, có cậu thanh niên á thấy con té xe ở ngoài đường nên đưa con về nhà giùm đó. Trời ơi, về tới nhà thấy người con á toàn vết thương. Quân, bộ con bị người ta đánh hả? Con cũng không nhớ nữa. Con chỉ nhớ là tối qua con nhậu xỉn, đang chạy xe thì có một đám người chặn đường đánh con. Sau đó thì con không nhớ gì hết. Nhưng mà ai dám đánh con vậy? Con cũng không biết nữa. Con nhớ rồi. Hả? Chắc chắn là đám công nhân. Chắc chắn là tụi nó. Ủa, mà sao tụi nó đánh con? Bộ con gây chuyện với tụi nó hả? Con không có gây chuyện. Công ty đang thiếu tiền tụi nó, rồi tụi nó đánh con để cảnh cáo nè. Trời ơi, làm ăn cái kiểu gì mà thiếu nợ vậy hả con? Từ lúc mở công ty đến giờ có lời đồng nào đâu mẹ, mà toàn là đền bù. Lần này tưởng đâu là gặp được hợp đồng ngon, chưa được hai ngày người ta rút hợp đồng vì không tin tưởng con. Thì ra là vậy. Ủa, nhưng mà có liên quan gì đến đám công nhân đâu? Nè, con đừng có nói với mẹ là mấy công trình trước á chưa thanh toán cho người ta nghe. Chứ còn gì nữa mẹ, công trình nào cũng thua lỗ, làm gì có tiền để thanh toán cho người ta. Với lại lúc đầu á con nói với người ta nghỉ việc ở chỗ cũ qua làm chỗ con sẽ trả thêm giờ cho họ. Trời ơi, tụi con làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Hả? Công nhân đầy rẫy ra đó, mắc cái gì phải lôi thôi vậy? Hèn gì nó không chặn đánh sao được. Rồi giờ con tính sao đây? Con cũng không biết nữa. Tiền đâu con trả đây? Yêu nhau trong anh cũng biết trường. Thằng Quân nhà tôi đã lấy vợ, và tôi chỉ có một đứa con dâu thôi. Hạnh phúc có lúc không như ta mơ, cây đắng tôi không muốn lôi con. Tiền tôi đã chuẩn bị một nửa. Nếu mà đám công nhân có tới đòi thì tôi trả một nửa, còn một nửa tôi sẽ chuyển qua bên anh. Ơi, đừng có làm bậy nghe không. Chân mi thở dài vì ngày mai ta chẳng còn ai. Yêu là rơi thêm bao nước mắt ngậm ngùi, để mang theo bao trái đắng. Xa rồi ngày xưa, một chiều mưa, ngày hai đứa quấn quýt bên nhau. Giờ còn trong ta nỗi trong vắng, bên đời ngày ra lê thế sâu lắng. Một thời để thấy giấc mơ xa rồi. Đúng là không có mùa nào giống mùa nào hết. Một thời để thấy giấc mơ xa rồi. Con là người nổi tiếng mà. Một thời để thấy mà con đi ăn mấy cái món ăn tầm thường vậy đó hả? Hả? Cho nó uống thuốc mà không thấy bớt gì hết trơn á. Đã vậy á, da con nó bị nổi, mấy nốt đỏ đỏ như vậy nè.